Hello and what is good everybody, and it's your boy. Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Joe Kim Nguyễn. Yeah baby, that's right. Thì một vài ngày trước thì tôi có upload cái reaction video cho cái bài hát Truy Lùng của Nam Cocaine. Thì thực ra thì nhận được rất là nhiều gọi là cái phản ứng tích cực từ tất cả mọi người ở đây. Và theo như những gì tôi được biết là tôi là cái người đầu tiên mà gọi là đăng cái reaction cho cái bài hát Truy Lùng trên YouTube luôn. Và qua đây thì cũng chúc mừng gọi là chúc mừng Nam Cocaine với cái sản phẩm Truy Lùng. Hiện tại thì nó đã quá viral luôn rồi. Bây giờ các bạn bật TikTok là kiểu quá trời clip họ gắn cái âm thanh gọi là cũng như là họ làm những cái challenge về cái bài hát Truy Lùng luôn. Thì qua đây thì chúc mừng cho Nam Cocaine. Thì song song theo đó thì khi mà tôi làm cái reaction cho cái bài hát đấy thì được rất là nhiều anh em cũng như là mọi người đã suggest cho tôi về cái bài hát tên là Động Vật Lưỡng Cư. Thì nghe cái tên cái bài hát thì nghe nó cũng gì và này nọ đó chứ bộ. Ok, thì các bạn biết đó, tôi sẽ không bao giờ gọi là làm phụ lòng các bạn cả. Thì ở cái reaction video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái bài hát Động Vật Lưỡng Cư, vẫn là của Nam Cocaine, vẫn là video đấy, ok. Thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, hoặc là bởi vì các bạn xem mà các bạn quên bấm qua nút subscribe, thì bây giờ bấm nút subscribe liền cho tôi nhé. Và để lại một nút like cho cái reaction video này ngay lập tức nhé, ok. Và nhớ sẽ gọi địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram của tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và thực ra thì trong cái reaction video trước đấy thì có rất là nhiều người kiểu nói tôi là tôi sao tôi khó tính, rồi tôi nhăn nhó, rồi tôi nhè nhỏ. Tính ra là kiểu ở khúc cuối tôi cũng đã có nói là tôi rất là thích cái năng lượng của cái bài hát đấy. Kiểu các bạn biết là nếu ai xem tôi lâu thì các bạn biết là tôi rất là thích cái năng lượng đó. Right, tôi không hiểu sao mấy ông kiểu chắc coi được tí xíu xong bắt đầu kiểu cũng mới thể hiện cơ mình đúng không? Mày thể hiện gì? Mày gai dẻ, mày thể hiện như thế, mày hiểu biết đúng không? Mày hiểu biết đúng không? Mày nói mày hiểu biết cái gì? Yeah, tụi mày. Tao không muốn, wow, tao muốn vui vẻ, tụi mày sao tụi mày ngộ quá trời luôn thiệt á. Thôi, không có thời gian nữa, chúng ta cho một reaction thôi. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì always stay hydrated, guys. Đây không phải là quảng cáo, chỉ muốn nhắc nhở mọi người cái việc uống nước thôi. Nhớ uống nước đi nha. Ai vô đi lấy nước thì đi lấy nước đi. Lấy nước và chúng ta uống một ngụm và chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Động Vật Lưỡng Cư, Nam Cocaine. Trời, karaoke nữa hả? Là một chiều nắng vàng. Em đang cười bên phố, cùng với ai kia em nói là bên bố. Đang ở trên bộ, làm giấy tờ căn cước nhưng em lộ. Bởi vì anh đã thấy từ đằng sau em cố. Che đậy dối trá anh biết rõ rồi mà. Anh đã phóng thật nhanh tay ga lên trên đồi và nghĩ về nơi xa. Những lời hẹn ngày trước của đôi ta em đã phá, em đã giá giống như là cối đá. Anh đã cố gắng tin vào tối qua, từng bình tĩnh để có thể nghe hết nó. Hồi nghe cái adlib không? Tính ra là ông này có mấy cái quả adlib kiểu tưng tầng đồ, kiểu má nghe thế giới vãi thề. Nếu mà tôi nghĩ là mấy ông nên nghe bằng tai nghe đi thì mấy ông sẽ nghe được rõ cái adlib đó kiểu. Nhưng mà kiểu tôi vẫn chưa hiểu là nội dung luôn á. Tính ra nha, ở cái bài Truy Lùng á, tôi nghe đi nghe lại chắc 5-6 lần á, nhưng mà tôi vẫn không hiểu nội dung. Thì tôi nghĩ chắc cái bài này chắc cũng vậy thôi. Mày làm kiểu karaoke nữa chứ. Đúng rồi. Trời ơi trời. Bài này như mấy tháng trước rồi phải không? Nãy tôi có check. Phám đã giá giống như là cối đá. Anh đã cố gắng tin vào tối qua, từng bình tĩnh để có thể nghe hết nói ra. Còn thì em bảo kiểu như hả. Sao? Anh đã quá đa nghi. Em không phải là Vân Navi, không phải diễn viên, nhưng trong mọi diễn biến em xử lý uể chuyển. Anh cứ tưởng là AI. Anh mặc quần kaki, tự nhủ để một chuyện qua đi. Năm đó anh không đọc khoa y, càng không phải là bác sĩ tâm lý. Anh đã đăng ký tập gym ở Cali, mua cả gói tập kèm cục PT, xong rồi chạy bộ trên con máy Italy và nghe Lam Trường hát Cathy Cathy. Fuck. Trời ơi trời.
Ê, mà mấy ông có để ý cái này không? Tôi không biết là nhà mấy ông còn cái dàn karaoke không anh. Nè nè, nhìn con chuột tôi nè. Cái logo bên góc phải nè. Thì tôi biết là nhà mấy ông còn dàn karaoke không? Hồi xưa thì nhà tôi có dàn karaoke, bây giờ thì không còn. Nhưng mà mấy cái karaoke thì nó thường nó có chữ Arian hay là Arirang hay là Arinang gì đó. Ở góc này nè. Ông này ông đổi thành tên ông luôn, Nam Khô Khan. Nói chung là nhà ai có dàn karaoke thì sẽ biết đó, if you know you know đó. Còn nãy giờ theo như tôi thấy trong cái MV này là ông này đang ở trong cái công viên hay là cái sở thú hay cái gì đó. Không quê hết ta. Ý là không ngại hết ta, kiểu tôi thấy cũng đông người á, xong rồi tiện đứng múa 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 rồi không ngại hết ta. Tôi ngại lắm luôn á, tôi sẽ kiểu ý là ví dụ mà tôi thấy kiểu tôi vô sở thú hay tôi đi công viên mà tôi thấy mấy người mà kiểu đứng múa múa xong có nhạc rồi tôi sẽ kiểu vẫn chưa hiểu rap dễ gì luôn. À, không phải là bác sĩ tâm lý, ai đã đăng ký tập gym một Cali, mua cả gói tập kèm cùng PT, xong rồi chạy bộ trên con máy Italy, và nghe Lam Trường hát Cathy Cathy. Fuck, ai cũng đã chắc bắp, khi mà anh nắm bắt được khoảnh khắc lâu đang tầm tắc, bên ai anh sẽ ngắt, và cách đó cần phải tắt cho ai lại nhắm mắt, lặng thinh và quay đi vuốt mặt không thắc mắc, toàn là điều lắt nhắt. Anh vẫn cứ nghĩ là sắt, chứ chuyện này không đáng là một cách để phải là tan tan. Một lần nghĩ anh cần phải băn khoăn với một việc làng nhàng. Anh đã có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực thuật số, năng lượng và nhân văn. Là còn chưa kể đến khái niệm và cân bằng vũ trụ, tâm thức tiến hóa và xâm lăng. Wow, trở về căn phòng, dù trời đang nóng nhưng phải mặc cái áo dào cấp 3 vì trong tim đang lạnh cóng. Xem. Trời, mà tính ra nha. Nếu mà tôi chợt nghĩ ra thôi, ví dụ như Việt Nam mình mà kiểu dream team luôn nha, dream team luôn nha, đội hình trong mơ luôn nha, sẽ là một cái bài hát, một cái collaboration, một màn kết hợp giữa Nam Cô Khang nè, anh Phan nè, với lại thằng Kezo. Ba người này mà xuất hiện trong cùng một bài hát, chúng ta không cần ai nữa đâu, đúng ba người này xuất hiện trong một bài hát thôi, thì cái bài hát đó sẽ là kiểu gọi là bài hát trong mơ của chúng ta luôn á. Tôi nghĩ vậy. Xong rồi kiểu người nghe sẽ kiểu là kiểu mấy người nào mà kiểu bị ung thư á, là hết bệnh luôn. Còn mấy người nào mà đang kiểu bị liệt nè, là họ hết bị liệt luôn. Biết sao không? Ta đứng lên, ta tắt bài. Bạn có thấy vậy không mày? Xin lỗi bạn, hồi nãy tôi lỡ quýnh bạn, ý là tôi tiểu phẩm để người ta hiểu là tôi quýnh mấy thằng mà hay chửi tôi như thế nào, bạn hiểu không? Vậy đập tay cái coi. Ok, tôi bạn quề ha. Ok. Ok. Má thề, nhưng mà có mấy cái flow kiểu là nhắc mắt sắc bắt nắc mắt nắc rồi cũng cũng nghe cũng được ha, nhưng mà xâm lăng. Wow, trở về căn phòng, dù trời đang nóng nhưng phải mặc cái áo dào cấp 3 vì trong tim đang lạnh cóng. Xé bể snack All Star, anh khui đây một lon coca, đặt đít ngồi xuống ghế sofa, có những thứ để kệ nó trôi qua. Những cảm xúc xúc xí không phải giấu kỹ, lặng im vì không biết đâu chỉ. Oh shit, no please, đừng nghe nhau chỉ. Bản TV ra thời sự, không có gì phải lưỡng lự, thà như là động vật lưỡng tư, còn suy tư về vấn đề tương tự. TV tiếp thời sự, không có gì phải lưỡng lự, thà như là động vật lưỡng cư. Trời ơi, quay bông hoa đó chứ cái lùng á. Thiệt luôn á trời. Thật thà như là động vật lưỡng cư, còn nó suy tư về vấn đề tương tự. Vật ơi, lưỡng cư trời ơi, quay bông hoa đó kìa. Trời ơi, y chang mấy cái mô típ hồi xưa luôn. Hơn là vấn đề tương tự. Nó cứu tôi với đi trời. Sở hú này đúng không? Trời đất ơi, thiệt chứ, trời đất ơi. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái bài hát Động vật lưỡng cư mà mấy ông đã đề xuất cho tôi. Ok, thì đối với tôi ha, cái bài hát này theo tôi xét là nó đã ra mắt từ 6 tháng trước rồi. Còn cái bài Truy Lùng thì nó mới ra gần đây thôi, cũng tầm một tháng hơn thôi.
Thì để so sánh cái bài này với lại cái bài Truy Lùng á, thì tôi cảm thấy là cái bài Truy Lùng nó có nhiều điểm nhấn hơn, và kiểu cái con beat thì nghe nó căng hơn rất là nhiều. Và kể cả những cái flow của ông Nam Cocaine này dùng trong cái bài Truy Lùng thì nó vẫn có một cái gì nó bắt tai hơn so với cái bài Động Vật Lưỡng Cư này. Tôi biết là cái chủ đích làm cái video của bài hát Động Vật Lưỡng Cư này thì cũng là kiểu vui vui á, kiểu là karaoke, kiểu funny rồi cái kiểu á. Nhưng mà tôi vẫn mong là tôi vẫn gọi là những cái sản phẩm sắp tới của Nam Cocaine nó vẫn giữ được cái chất kiểu hài hài vui vui này, thật sự là như vậy luôn. Và tôi rất là mong chờ cho những cái sản phẩm tiếp theo của ông Nam Cocaine này ha. Và tôi có một cái phát là tôi cũng vừa mới biết là ông này cũng tên là Nam Ly luôn, và ông cũng có những cái sản phẩm rất là nghiêm túc. Nhưng mà để nghe ông này thì tôi vẫn thích cái màu của Nam Cocaine hơn, tại vì ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam mình cũng không có quá nhiều người cũng như là quá nhiều rapper đi theo cái trường phái này. Thì mong là những cái sản phẩm tiếp theo của Nam Cocaine sẽ có được nhiều cái điểm nhấn cũng như nhiều cái nói hài như là cái bài Truy Lùng. Còn đối với tôi, cái bài này thì nó chưa có đủ đô, tôi chưa có kiểu mà kiểu tôi mind blow á. Có thể là do là tôi đã xem cái bài Truy Lùng trước nên là nghe cái bài này nó không có đủ đô. Có thể là nghe bài này trước sau đó nghe bài Truy Lùng thì nó sẽ cái cảm xúc nó sẽ kiểu khớp hơn. Nhưng mà do là cái bài Truy Lùng làm quá tốt luôn, thật sự cái bài Truy Lùng tôi nghĩ là nó viral tại vì nó có lý do của nó. Nên là và đó là cái reaction của tôi. Cảm ơn mọi người đã suggest cho tôi cái bài này, và chúc mừng cho Nam Cocaine vì cái bài hát Truy Lùng nó đã rất là viral ở Việt Nam mình luôn. Ok, hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Và như mọi khi, always stay hydrated guys, và peace and I'm out. Chào các bạn ơi. Chào các bạn đi bạn. Chào đi.